tiên tri về sự xuất hiện của Phật Di Lặc. Năm 2025 sẽ trở thành một năm quan trọng. Tháng 1 năm 2012, trên một diễn đàn nổi tiếng ở Mỹ, xuất hiện bài viết với nội dung như sau. Xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi đang tìm kiếm những người có IQ cao. Và để tìm được họ, chúng tôi đã thiết kế một bài kiểm tra. Trong bức ảnh này có ẩn chứa một tin nhắn. Nếu có thể giải mã tin nhắn, đó sẽ là một lời hướng dẫn bạn trên con đường tìm thấy chúng tôi. Chúng tôi rất mong gặp được những người vượt qua bài kiểm tra. Chúc bạn may mắn. 3301. Bài viết trên đã gây chấn động toàn bộ các quốc gia phương Tây, bởi sau đó, một cư dân mạng đã phát hiện ra thực sự có một thông điệp ẩn sau bài viết. Bạn cũng có thể tìm ra được tin nhắn tiếp theo sau tin nhắn này. Tổ chức bí mật trên cuối cùng đã tìm được những người cực thông minh mà họ cần, nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Cũng không ai biết họ tìm những người IQ cao như vậy phục vụ cho mục đích gì. Theo vài cư dân mạng đưa tin, có một hoạt động giải tiền diễn ra khắp các đường phố ở khu vực Bắc, Trung và Nam Đài Loan. Rất nhiều người đã nhận được tiền từ sự kiện này. Nhưng tiền ở đây không phải là tân đài tệ. Điều kỳ lạ là phía sau tờ tiền còn có một mã QR. Khi quét mã, sẽ hiện lên đường dẫn đến website có tên là M1TR4MI. Nội dung trong web có ghi rõ là ngày tận thế đang đến và chỉ có nhà tiên tri mới ngăn chặn được thảm họa này. Vì vậy, họ phải trải qua thử thách để tìm được nhà tiên tri thực sự. Có ý kiến cho rằng đây chỉ là một cách để website thu hút được sự chú ý. Nhưng không lâu sau đó, cư dân mạng phát hiện ra thật sự có những bí ẩn đang tồn tại đằng sau đó. Khi một người giải đáp được câu hỏi bí ẩn, họ sẽ được đưa đến câu hỏi tiếp theo. Và mọi dữ liệu đều hướng tới năm 2025. Thực sự, có điều gì sẽ xảy ra vào năm 2025? Những dự đoán chính xác không ngờ. Thông qua giao diện của trang web, chúng ta có thể thấy dòng chữ M1TR4MI tự động xuất hiện trên trang chủ. Một số người cho rằng có thể dòng chữ trên đại diện cho tổ chức bí mật đằng sau. Bởi vì trang web đã tuyên bố rằng họ đang tìm kiếm các nhà tiên tri, nên có rất nhiều ý kiến tập trung vào chữ MI ở cuối và thắc mắc liệu bí mật này có liên quan đến Đức Phật Di Lặc hay không. Trong Phật giáo có ghi, Đức Phật Di Lặc có mối liên hệ không thể tách rời đối với tương lai của toàn nhân loại. Sự xuất hiện của Ngài sẽ là sự cứu rỗi cho toàn thể chúng sinh. Điều này hầu hết chúng ta đều biết. Tại Nhật Bản, có một bài hát dân gian xuất phát từ một bài thơ của nhà tiên tri Onisaburo Deguchi, được viết vào năm 1944. Trong đó có đoạn 1-2-3, 3-4-5, 5-6-7 được cho là dự đoán. Trong 5 năm sẽ xảy ra đợt đầu tiên, thần ôn dịch sẽ truyền bệnh khắp nơi. Theo kế hoạch, loại virus này sẽ xâm nhập vào cơ thể người thông qua những khoảng trống nhỏ. Một khi nó xâm nhập vào cơ thể, mọi người đều phải cẩn thận. Bài thơ tiên tri này đã trực tiếp nói rõ rằng tương lai sẽ có một vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể con người qua những khoảng trống nhỏ. Một số người đưa ra suy đoán, loài vi khuẩn mà nhà tiên tri đang nhắc đến chính là virus corona. Trùng hợp là 567 trong cách phát âm của tiếng Nhật chính là Go, Roku và Nana. Nếu nhìn vào tiền tố, chúng ta dễ dàng phát hiện cách phát âm của ba từ này gần giống với corona. Ngoài ra, thời điểm bùng phát của virus cũng được ghi rõ trong bài thơ. Trong 5 năm sẽ xảy ra một đợt đầu tiên. Năm 2020, tức là vào năm Canh Tý, dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại rất nhiều nơi trên thế giới. Đây cũng là đợt dịch đầu tiên. Nếu tương lai thực sự diễn ra theo kịch bản, thì sau 5 năm chính là đến năm 2025. Điều này có thực sự đúng hay không khi nhiều nhà tiên tri và nghiên cứu khoa học đều nhắc đến năm này? Ngoài dự đoán trên, một bài thơ khác của Onisaburo cũng chỉ ra một hướng đi mới của nhân loại khi con số 567 trong bài thơ trước đã được thay bằng 666 trong thời đại mới. Nếu 567 là phát âm trùng với cụm từ corona, thì 666 ở Nhật sẽ được phát âm là Miruko. Tương tự như MI, nói về Phật Di Lặc, Milepho. Nói cách khác, tiên đoán về xung đột đầu tiên trên thế giới có khả năng bắt nguồn từ corona và đến năm 2025, nhân loại sẽ trải qua bước ngoặt lớn nhờ sự xuất hiện của Phật Di Lặc. Trước sự mong chờ của vô số tín đồ Phật giáo,
liệu Phật Di Lặc có xuất hiện hay không. Đức Phật Di Lặc, hiện thân của Đấng Cứu Thế. Vào khoảng 2.500 năm trước, Đức Phật Di Lặc được sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Phật Di Lặc đã từng theo Đức Phật Thích Ca để học Phật và phát nguyện, cầu mong bản thân không bao giờ có ý nghĩ sát sanh, không bao giờ rửa sạch thân xác, nhập vào ánh sáng trắng từ bi của Samadhi mà thành Phật, từ bỏ việc ăn thịt. Nghĩa là Ngài nguyện ý, trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ sát sinh, chỉ ăn chay cho đến lúc thành Phật. Chính vì lòng từ bi này mà sau đó Ngài được gọi là Di Lặc. Điều đáng tiếc là Ngài không thọ pháp Đức Thích Ca Mâu Ni được lâu và đã viên tịch. Theo nhiều ghi chép, chúng sinh lúc bấy giờ vô cùng thương tiếc đối với tấm lòng từ bi của Đức Phật Di Lặc. Nhưng chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni biết rằng Ngài không thực sự rời đi. Thay vào đó, Đức Phật Di Lặc đến nội viện Đô Xuất trong 28 cõi trời của Phật giáo để thực hành và thuyết giảng. Không lâu sau, Ngài sẽ trở lại thế gian lần nữa để cứu thế giới. Năm 483 trước Công Nguyên, khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại một lời tiên tri về sự kết thúc của nhân loại. 3 tháng trước khi nhập diệt, Phật quang trên đầu Ngài bắt đầu mở đi. Đệ tử của Ngài đã nhiều lần hỏi về điều này. Đức Phật cũng đành trả lời rằng lý do khiến Phật quang biến mất chính là dấu hiệu báo trước một ngày sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Phật Pháp sẽ bắt đầu suy tàn. Hơn nữa, sự suy tàn này sẽ bắt nguồn từ trong Phật giáo. Nói về điều này, một số học giả thực sự cảm thấy khó tin, bởi một người sáng lập tôn giáo thường sẽ nói cho các tín đồ về việc tôn giáo của mình sẽ tiếp tục phát triển như thế nào. Ngược lại, Đức Thích Ca Mâu Ni lại tiên đoán về sự suy tàn của Phật giáo. Nhưng chuyện này thực sự đã xảy ra. Khi đó, Đức Phật vẫn tiếp tục nói rằng thế gian sẽ xuất hiện những nhà sư uống rượu và ăn thịt. Dù thời điểm này vẫn còn những tu sĩ chân thành nghiên cứu Phật giáo, nhưng sẽ bị ảnh hưởng hay thậm chí bị ngăn cản bởi những tu sĩ tha hóa. Trong vòng luẩn quẩn này, những ngôi chùa bắt đầu bị bỏ hoang. Không chỉ có những nhà sư sa ngã mà xã hội cũng trở nên hỗn loạn. Lũ lụt và hạn hán không thể điều tiết, khiến sản lượng ngũ cốc sụt giảm, dịch bệnh hoành hành, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Mặc dù đời sống của con người lúc này đã trở nên khó khăn hơn, nhưng vẫn không có ai giang tay giúp đỡ. Trong lúc tuyệt vọng, họ bắt đầu ngừng theo đuổi ý nghĩ chân chính của cuộc sống. Việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là phải hưởng thụ trước đã. Tỷ lệ phạm tội tăng cao làm xã hội trở nên bất ổn. Người xấu nhiều như cát biển, còn người tốt lại vô cùng ít ỏi. Khi đạt đến giai đoạn này, thảm họa thực sự không còn xa nữa. Con người không chỉ bỏ mạng vì nhiều lý do, mà một trận lụt lớn có thể nhấn chìm đất liền. Cứ cho rằng lũ lụt chắc chắn sẽ rút, nhưng họ sẽ trở thành mồi cho cá trước khi có cơ hội thoát ra khỏi thảm họa. Mặc dù vậy, hiện tượng đó không phải là sự kết thúc của thế giới, mà thật sự có một thảm họa lớn hơn đang ập đến. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục nói rằng, sau hàng loạt thảm họa, chư thiên từ các cõi sẽ xuống trần gian để chấn hưng Phật giáo, nhưng chỉ được 52 năm, sau đó lại rơi vào thời mạt pháp. Như ngọn đèn sắp tắt sẽ đột nhiên bùng cháy dữ dội, cuối cùng cũng không thoát khỏi dầu cạn đèn tắt. Thời khắc Phật giáo diệt vong, thế gian cũng trở nên tăm tối. Đức Phật nói, những gì xảy ra sau thời khắc đó thật khó diễn tả. Mặc dù Ngài không muốn đề cập đến những thảm họa tiếp theo, nhưng cũng nói rõ rằng 10 triệu năm sau, Di Lặc sẽ trở thành Phật ở thế gian. Có nghĩa là sau hàng chục triệu năm, Di Lặc sẽ một lần nữa xuất hiện trên trái đất, sẽ trở thành Phật và dẫn dắt con người đến tương lai. Vì có nhiều điều được Đức Phật Thích Ca nhắc đến trong Kinh Pháp Luân đã thực sự ứng nghiệm, khiến nhiều người nghĩ rằng có lẽ không cần đợi đến hàng chục triệu năm nữa, ngày tận thế sớm sẽ đến mà thôi. Nếu thực sự là như vậy, sự xuất hiện của Đức Phật Di Lặc sẽ trở nên đặc biệt quan trọng. Một số kinh điển Phật giáo thậm chí còn ghi lại một cách chi tiết thời gian và địa điểm của Ngài xuất thế. Sự trùng hợp về Đấng Cứu Thế của phương Đông và phương Tây. Đầu thế kỷ thứ 16, nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã từng thành công dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lịch sử, ví dụ như sự trỗi dậy của Hitler, Thế chiến thứ 2 bùng nổ, v.v. Nhưng đó chưa phải là lời tiên đoán đáng sợ nhất. Nostradamus tin rằng, sau hàng loạt thảm họa xảy ra, sẽ có các thảm họa lớn hơn như bão mặt trời hay các tiểu hành tinh va vào trái đất trong tương lai. Tại sao Nostradamus
lại có thể đưa ra một tiên đoán chắc chắn như vậy? Thật ra thì vào mỗi đêm, ông đều dùng một loại thuốc có thể nhìn thấy tương lai. Trong bộ sách mà Nostradamus xuất bản, có một bài thơ đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, đề cập đến một sự xuất hiện đã được chờ đợi từ lâu ở các quốc gia châu Âu. Đó chính là đấng cứu thế. Tuy nhiên, đấng cứu thế sẽ không xuất hiện ở châu Âu mà là châu Á. Ngài là một người thuộc chủ nghĩa Hermetic vĩ đại, có thể vượt qua tất cả các vị vua phương Đông. Một số học giả vô cùng tin tưởng rằng vị cứu tinh huyền thoại được chờ đợi từ lâu trong bài thơ có thể đang ám chỉ đấng Messiah huyền thoại. Nhưng Nostradamus lại tiên đoán rằng đấng Messiah sẽ không xuất hiện ở châu Âu mà là châu Á. Nhiều người còn tin rằng đấng Messiah và Phật Di Lặc thậm chí là cùng một người. Vì điểm mấu chốt ở đây chính là phiên âm của đấng cứu thế trong tiếng Do Thái và Phật Di Lặc trong tiếng Ấn Độ cổ cũng gần giống nhau. Cả hai cùng được miêu tả là một vị cứu tinh. Vì thế đấng Messiah và Phật Di Lặc có thể đang ám chỉ cùng một người, và người này sẽ xuất hiện ở phương Đông. Đó có phải lý do vì sao từ MI lại xuất hiện trên trang web M1TR4MI hay không? Có phải trang web này quả thực đang ẩn giấu một lời tiên tri về đấng cứu thế? Theo truyền thuyết, trên một ngọn núi tuyết ở Tây Tạng có một lối vào bí ẩn dẫn đến thế giới ngầm Shangri-La. Trong Phật giáo Tây Tạng, Shangri-La chính là cõi tịnh độ trên trái đất, được bao quanh bởi hai tầng núi tuyết trùng điệp. Trung tâm nơi này chính là Thánh điện Shangri-La, nơi Đức Vua đang sống. 8 khu vực xung quanh Thánh điện được quản lý bởi các lãnh chúa khác nhau, giống như bức ảnh chúng ta xem trong video. Shangri-La rất giống với nền văn minh Atlantis, cũng có nhiều điểm tương đồng với vũ trụ quan của Phật giáo. Rất có thể những vùng đất thánh ấy đều thật sự tồn tại, nếu không sao lại có một sự trùng hợp đáng kinh ngạc đến vậy. Vị vua đầu tiên của Shangri-La từng theo học Phật Pháp cùng với Đức Phật Thích Ca. Đồng thời, khi Đức Phật Thích Ca nhìn thấy trước thời mạt Pháp, cũng đã tin tưởng bàn giao những kinh điển Phật giáo cho vị vua này. Vào thời điểm tận thế, có rất nhiều điều xảy ra trên thế giới, nhưng chỉ có Shangri-La là không bị ảnh hưởng. Và những kinh điển Phật giáo được cất giấu trong thế giới Shangri-La sẽ gánh vác nhiệm vụ quan trọng, đó là khởi động lại thế giới. Năm 1925, một nhóm khảo cổ được dẫn đầu bởi nhà khảo cổ có tên là Norik đã vượt nghìn dặm xa xôi để khám phá Trung Á. Điều kỳ lạ là họ đã mất tích một cách bí ẩn suốt 7 tháng. Sau này, một người trong đoàn thám hiểm đã chia sẻ rằng họ bị chính quyền Tây Tạng giam giữ trong 5 tháng. Thế nhưng trong hồ sơ lại ghi là 7 tháng. Vậy trong 2 tháng còn lại, đoàn thám hiểm đã ở đâu? Hóa ra, sau khi được chính quyền Tây Tạng thả ra, đoàn thám hiểm tình cờ tìm được Shangri-La. Theo Norik, vùng đất thiêng ẩn mình giữa dãy núi tuyết, đó là điểm cân bằng giữa thế giới thực tại và thế giới vô hình, cũng là nơi kết nối với thiên đường. Vì vậy, nhiều người cho rằng Shangri-La dường như tồn tại ở nhiều chiều không gian khác nhau của trái đất. Đó cũng chính là lý do mà Norik cho rằng Shangri-La thực sự kết nối với thiên đường. Và đây cũng là lý do vì sao Đức Phật Thích Ca lại chọn Shangri-La làm nơi cất giữ kinh điển Phật giáo. Bởi chỉ nơi đây mới hội tụ đủ điều kiện. Ngoài ra, Norik cũng đề cập đến việc họ đã gặp được vua Shangri-La trong chuyến hành trình và nhận được lời tiên tri từ chính Đức Vua. Ngài cho rằng vào thời điểm tận thế, sẽ có một đội quân Shangri-La được cử đến để dập tắt tình hình. Lúc đó, cả thế giới cũng sẽ biết đến sự tồn tại của vương quốc này. Shangri-La không chỉ là nơi lưu trữ kinh điển Phật giáo, mà trong tương lai, khi Đức Phật Di Lặc giáng thế, thì nơi tái sinh cũng có thể là Shangri-La. Kinh Di Lặc Hạ Sanh cũng là một tác phẩm kinh điển của Phật giáo, tiên đoán mọi việc xảy ra sau khi Phật Di Lặc giáng thế. Thậm chí, nội dung quyển kinh còn đề cập đến việc Ngài sẽ tái sinh tại một nơi vô cùng hoàn hảo, chính là thành phố với diện tích 12 do tuần từ đông sang tây. Một do tuần trong kinh sách Phật giáo là khoảng 7,3 km. Đông Tây, 12 do tuần, Bắc Nam, 7 do tuần. Đó là một vùng đất màu mỡ. Cư dân nơi đây không những không bị bệnh mà mức độ tiến hóa tâm linh cũng rất cao. Họ không tham lam, không sân hận hay thiếu hiểu biết. Ngoài ra, thành phố này còn là một thiên đường độc lập với thế giới bên ngoài. Khi tận thế xảy ra, đây sẽ là một cõi tịnh độ duy nhất còn lại. Kinh Kalachakra cũng miêu tả thời mạt Pháp là trận chiến cuối cùng của nhân loại. Thiên tai sẽ tiếp tục, chiến tranh thường xuyên xảy ra, dịch bệnh hoành hành, con người sẽ trở nên ích kỷ, chỉ tôn thờ tiền bạc và quyền lực. Trong bối cảnh thời đại này, một vị vua tà ác
sẽ chinh phục mọi thứ ngoại trừ Shangri-La. Tình cờ là một số người tin rằng những gì mô tả trong kinh Kala Chakra thực sự đã diễn ra. Kể từ năm 2022, chiến tranh liên tục nổ ra khắp thế giới, khiến con người ngày càng hoài nghi. Đó cũng chính là lý do vì sao M1TR4MI tích cực tìm kiếm nhà tiên tri. Từ xưa đến nay, trong bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ nhà tiên tri nào cũng đã từng nhắc đến thời kỳ tận thế trong tương lai. Vậy thì chúng ta, những người đang sống trong thời điểm hiện tại, liệu có dự đoán được đích đến trong tương lai để ngăn tận thế xảy ra? Đó có phải lý do mà M1TR14MI liên tục tìm kiếm những nhà tiên tri hay không? Năm 2025 có phải là một năm quan trọng với thế giới? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé! Đừng quên theo dõi video mới nhất của Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Chúc bình an đến với tất cả các bạn!